Tại phiên tòa sáng ngày 28 tháng 4, tòa đã tuyên phạt diễn viên Hữu Tín mức án 7 năm, 6 tháng tù cho tội tổ chức sử dụng ma túy. Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi, Lam Dae Ji, từ 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là từ 13 năm 6 tháng tù. Tín và Phi ở cùng nhà. Phi cho biết mình không sử dụng ma túy, mà trong một lần đi, một người bạn ứ nhét vào tay bị cáo nên bị cáo mới cầm và bỏ trong phòng riêng. Còn về diễn viên Hữu Tín, sau khi uống rượu bia, thấy trên giường của Phi có thuốc lắc nên bẻ một miếng dùng thử. Tại tòa, Hữu Tín khai không biết việc cho người khác sử dụng ma túy trong căn hộ của mình là vi phạm pháp luật. Khi làm việc với điều tra viên thì bị cáo mới biết. Được hỏi về nhận thức của mình, bị cáo Hữu Tín nói đã biết hành vi của mình là sai trái. Bị cáo rất ăn năn hối hận, hy vọng được làm lại. Bị cáo nghĩ mình là nghệ sĩ, để được lòng của mọi người phải giữ gìn hình ảnh của mình rất lâu. Bị cáo hối hận vì mình không kiềm chế được bản thân mà mất cả sự nghiệp, phải xa gia đình, Hữu Tín nói.